Vâng các bạn ạ. Các bạn ạ, để kiếm mà tìm kéo khả năng là tìm hết đất Hải Phòng cũng không kiếm được một con xe nào mà hơn 100 triệu thôi mà đẹp thế này. Có cả chổi lông gà lau xe, đúng là một chủ xe quá giữ gìn xe luôn. 12 vạn, chạy 12 vạn. Một chiếc xe Matiz sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, hộp số tự động giá hơn 100 triệu. Các bạn nhìn thấy vô lăng này, củ số này. Chạy 12 vạn, nội thất nguyên sơ theo nhà máy sản xuất luôn, trần nỉ nguyên bản, biên bản. Thật sự là tìm hết đất Hải Phòng chưa chắc các bạn đã kiếm được một cái chiếc xe mà nó chỉ có loanh quanh chưa đến 150 triệu đâu. Chưa đến 150 triệu đâu, chỉ có 148 triệu đồng thôi mà các bạn đã sở hữu được một chiếc xe số tự động đời 2009, nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, zin cả xe. Rất là hiếm. Thật sự với các bác là không có đâu ạ. Đấy, một chiếc xe Matiz nhập khẩu số tự động đời 2009 biển Hải Phòng, 15A07338. Ôi xài, sáng nước chưa? Sáng nước không các bạn? Một chiếc xe như thế này mà chúng ta không mua thì mua cái gì bây giờ luôn. 148 triệu có ngay một chiếc xe Matiz 2009 nhá. Đọc tên là Matiz thôi thì nó hơi dại cái mồm, nhưng nói thật với các bác, để kiếm một con Matiz form như thế này mà số tự động mà giá chỉ có 148 triệu đồng thôi, đăng kiểm tận tháng 8 năm 2023, quá ok, không kiếm đâu được. Xe đẹp vừa về. Tất nhiên có một số chưa xuất sắc, không thèm để ý luôn. Các bác thích em làm cho, mà đâu em cũng không làm đâu, để nguyên đấy luôn. Đấy, xước ở chỗ này này. Đây. Đấy. Cái phần này là phần lắp này, rất là đẹp này. Đấy, ok chưa? Đấy, quan trọng là xe nó quá đẹp, không đâm đụng, không tai nạn, không cầm nước. Ok, bà con nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc Matiz này thì đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý và rất ok cho bà con. Với giá chỉ có 148 triệu đồng thôi thì bà con, các bạn chị em có thể có ngay một chiếc xe rất nhỏ gọn xinh xinh, đặc biệt tiết kiệm nhiên liệu, hơn nữa là một chiếc xe số tự động, và đặc biệt hơn nữa lại là một chiếc xe zin cả xe, bố cháy luôn. La đang đúc nguyên bản theo xe, vành bao nhiêu đây, R13, lốp nguyên zin, và lốp của nó thì các bạn thấy đây, lốp như này các bạn còn chê nữa thì đến bó cánh thôi. Đúng nhận sai cãi cho em cái, đúng nhận sai cãi cho em cái. Hệ thống xi nhan trên sườn có lắp trên gương nhưng chẳng thấy xi nhan đâu cả. Đây lốp, đây lốp, đây lốp, đây lốp, đây lốp, đây tất cả cua lốp bên trong xe không có vấn đề gì mục mọt, xe đẹp. Các bạn yên tâm một điều là xe cực kỳ ok. Kính này, kính 209 này, kính 209 này, đúng nhận sai cãi của em cái, đúng nhận sai cãi cho em cái. Đấy, hệ thống đèn này, đèn bi salon buổi tối này, ban ngày này, rồi này, sáng như thế này mà nó sạch sẽ như thế này, các bạn không mua thì mua cái xe gì? Một chiếc xe Matiz nó cực kỳ đẹp thế này thì nói thật với các bạn là không mua thì hơi hiếm luôn. Đấy, này các bạn thấy đây này, đấy đúng rồi, lốp dép này, ok chưa, ok chưa. Đấy, kính 209 này, đấy một cái xe Matiz 209 chạy đúng 12 vạn. Kính là zin hết luôn. Đấy, kiếm được con xe này nó thật với các bạn là không kiếm đâu ra được, đúng nhận sai cãi cho em cái. Các bạn xem qua thì đúng nhận sai cãi cho em cái. Nhất là các bác nào mà đang tìm mua cho bồ nhá, mua cho vợ nhá, một con xe mà nó nhỏ tiền. Đấy, cho bồ thì vừa vừa tiền thôi các bạn. Đấy, mà số tự động để cho bồ đi gọi là thỉnh thoảng đến nhà nghỉ cái. Đấy, mua cho vợ đi chợ đi búa cái là ok luôn, đúng không ạ? Vâng, xe của nó thì miễn bàn rồi. Đấy, cam kết cho các hàng 1, 2, 3, 4, 5, 6 kính zin hết, đúng không ạ? Gương của nó là gương nguyên zin. Đấy, được chưa? Đấy, Hàn Quốc luôn. Đấy, nội thất táp lô táp ly này, tất cả mọi thứ âm thanh loa đầu đài rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp cho mọi người, đúng chưa? Bà con, có ba chị em nào quan tâm về chiếc xe này thì đây là một chiếc xe hợp lý luôn. Ghế da nguyên zin từ nhà máy sản xuất này, ghế da nguyên zin này, dây đai an toàn này. Nói thật với các bác là hơi bị hiếm đấy, hơi bị hiếm. Rất là đẹp luôn. Úi giời, hàng sau lại còn có mấy tấm lệm trải ghế này. Ok, cái mấy tấm này em xin phép em bỏ ra nhá, em không để đây đâu, em không để đây, không bán nhá, không bán nhá, em bỏ ra đấy, bỏ ra đấy. Em không bỏ ngồi đâu. Để tí em về em bỏ ra nhá, em xin phép nhá, không lại bảo là mất đồ trên xe là rất là dở hơi. Em xin phép là em bỏ ra. Tất cả này, tất cả keo chỉ của nó này, nói thật với các bác này. Ui giời, cái táp lô táp ly phía sau này, các bác thấy con Matiz nào mà đẹp nhỉ, mà giá lại rẻ rất bình, có 148 triệu đồng thôi. Nói thật đấy, các bác nào mua được con xe này nó quá là món hời luôn, cực kỳ là món hời luôn. Đấy các bạn nhé, cực kỳ là món hời luôn, không phải bàn. Nếu các bác mua được con này đúng là món hời luôn. Đấy. Con này mà cốp bằng chìa khóa à? Chìa khóa à? Con này nó phải hay là khóa điện nhỉ, hay là cốp điện nhỉ? Thử mở cốp điện cái. Đây có chìa khóa rồi.
nhá. Đúng nhận sai cãi cho em cái, đúng nhận sai cãi cho em cái. Cái này phải để xem lại xem nào. Thôi rồi, tí nữa chúng ta sẽ xem cái phần cốp. Cốp thì đầy đủ kích thước của lốp dự phòng cho bà con luôn. Gầm bệ thì cực kỳ ok luôn, đúng không? Gầm bệ ok luôn nhá. Rồi cốp tí em đây bình xăng này, về mở bình xăng thì úi giời, bình xăng của nó là nét căng thế này mà. Đấy nhá. Đây chúng ta xem cái phần trên này, nhìn xuống tí. Ôi giời, vẫn còn giá đỡ hàng trên cao luôn này. Một con Matiz phải nói là xứng đáng với đồng tiền bác gạo rủi ro, không xứng đáng luôn. Tiền nó rẻ hơn cái độ chất của con xe này luôn. Em khẳng định với bạn, nếu như kiếm con Moling nhá, tầm tiền khoảng hơn 100 hay là kể cả loại i10 chưa chắc đã ăn được con này. Em khẳng định với các bạn, chưa chắc đã ăn được luôn. À, cột keo thì nói thật với các bạn là khẳng định với bạn, nếu mất cái đinh nào em cho các bạn xe luôn. Còn keo chỉ của nó còn rất là zin thế này. Nếu mất cái đinh nào ở phần cột em cho các bạn xe luôn. Khẳng định với các bạn một điều là như thế nhá, không phải suy nghĩ gì cả. Ok con dê, bà con. Cửa đóng nó còn nhẹ lên, loại mấy ông Matiz là cần phải đạp vào, nhưng con này đóng rất là nhẹ luôn. À, nội thất này. À, rất là ok, đề lỗ start top luôn này. Đề lỗ start top luôn này. Đấy, điều hòa mát luôn. Con này thì đang có một cái vấn đề là cái cảnh cái cáp quài của nó đang bị ấy, thì nó nổi cái bóng khí lên. Nếu như không có gì thì trong ngày mai thì em sẽ xử lý xong. Hoặc là có cả cái phần cảm biến khí thải, nghĩa là cái phần cảm biến khí thải nó bị bẩn đi vệ sinh ra xong, hoặc cái dầu. Nói chung là cái đấy thì trong vòng tay, chỉ trong vòng 1 phút nữa thôi. Còn xe thì cam kết cho bà con, cô bác chị em là không một lỗ nhỏ. Không một lỗ nhỏ luôn. Đấy, xem cái cột một tí thôi. Không một lỗ nhỏ luôn, bà con nhé. Không có một lỗ nhỏ luôn. Đấy, rất là đẹp, đúng không ạ? Vâng, không mua xe này chỉ có mua xe điếu thôi. Đấy, không mua xe này chỉ có mua xe điếu thôi. Nói thật với các bạn, không mua xe này chỉ có mua xe điếu thôi. Một chiếc xe nó còn quá mỹ miều như thế này mà không mua thì hơi phí. Rồi, vào trong xe nhá. Tuấn Anh thực sự với các bạn này, có gì nói đấy. Xe có thế nào, tình trạng như thế nào, Tuấn Anh nói như thế luôn. Chạy chuẩn 12 vạn luôn này. Chạy chuẩn 12 vạn này. Đề lỗ start top này. Không biết có cam nồi không. Có cam nồi, những cái màn hình hơi mờ. Thôi các bác nào mua các bác về thay nhá. Chị em bán con này nó rẻ lắm, không thay được đâu. Nói thôi, nhưng các bác đến vật vòi em lại thay cho các bác mà. Quan trọng là cái chất xe thôi chứ còn đâu các bác ạ. Nói thật với các bác là tìm được con xe như thế này nó hơi bị hiếm luôn. Con bé này nó có cả cảm biến lùi này. Quên lại bỏ con bé này. Con này, xe này, quên. Đấy, hai kính điện đầy đủ nhá. Rất là đẹp cho mọi người. Rất ok cho mọi người. Được chưa? Các bạn nhìn thấy cái vô lăng này, xem vô lăng này. Xem vô lăng củ số này. Đây, tôi đang nói đây, cái cáp còi này nó đang bị có vấn đề. Thì trường hợp này với những dòng xe Matiz Spark tôi đang gặp rất là nhiều rồi. Các bác nào đã gặp chưa thì không biết. Nhưng cái này thì tôi đang xử lý một cách trong vòng 1 phút 30 giây. Hai cái này 1 phút 30 giây. Ok, trở về trạng thái bình thường. Còi rất là to, đúng không ạ? Hệ thống túi khí chứ không phải là lỗi này, là không phải xe nào lỗ như này cũng là lỗ túi khí nha. Đây là một cái điều mà các bác nên biết. Nếu mà không đâm đụng, không tai nạn thì không bao giờ có chuyện lỗ túi khí. Nó chỉ bị hỏng cái không phải hỏng mà nó bị trục trặc thôi. Cái dây thôi, cái đấy thì đơn giản rồi. Không phải suy nghĩ, không phải bàn cãi nhiều cái đấy. Điều hòa mát, và các bạn nhìn thấy cái củ số này. Nó thật đấy, chắc là chị em đi sợ đau không dám xoa chứ còn đâu. Thực ra là củ số mà 209 mà nó còn mới như thế này thì thật sự với các bác là hiếm lắm. Kể cả vô lăng, các bác cứ sợ đau vô lăng hay sao mà vần rất là ít luôn. Có 12 vạn, chưa được 13 vạn thì các bác biết là một chiếc xe nó như thế nào rồi. Nội thất này, các bác nhìn thấy nội thất này, nó quá mỹ miều luôn, quá đẹp luôn. Không phải bàn cãi một cái gì cả nhá. Mua được con xe đẹp thì nó thật với các bác này, quay nó cũng sướng. Đấy, mua được con xe đẹp mà quay nó cũng sướng luôn đấy các bạn. Quay nó cũng sướng mà chém nó cũng thoải mái. Vì sao? Vì xe nó đẹp, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ mở phần khoang máy ra để kiểm tra về máy của chiếc xe này, xem ông có chém gió đến mãi được không nhá các bạn nhá. Rồi xem ông có chém được mãi không, chứ còn đâu thì quay phần máy mà lại nhìn bét bẹt bẹt ra thì làm sao mà chém được. Ôi giời, đẹp hiếm, không kiếm được con xe nào đẹp. Máy này, cái gioăng này gần như là zin, và máy của nó thì nó độ hơi ngấm dầu cái gioăng này, nhưng không sao, đơn giản. Đó, các bác thích thì em rửa, không thích thì để nguyên. Một chiếc xe mà nó đẹp như thế này á thì không cần phải xem nhiều, không cần phải bàn cãi nhiều về tất cả mọi thứ của chiếc xe. Đó, từ những con ốc này. Đấy, không cần phải suy nghĩ nhiều, xuống tiền luôn đi. Ở xa ở gần xuống tiền luôn các bác nhá. Đèn này, ở xa ở gần các bác cứ xuống tiền luôn cho em. Đấy, đúng nhận sai cãi với em ấy. Nhanh là mất, nhanh là còn chậm thì mất thôi. Đấy, trang bị động cơ 3 máy nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc các bạn nhá. Nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc luôn, được chưa?
cabo vẫn còn Hàn Quốc này, cộng với lại tấm lì cách nhiệt này. Ui giời ơi, nó phải cho các bác của nó mỹ miều không tưởng được, nó mỹ miều quá mỹ miều. Rồi, cảm ơn tất cả bà con, cô bác, anh chị em trên toàn thế giới rằng ngày hôm nay một chiếc xe siêu phẩm đã về với Tuấn Anh của Tuấn Hải Phòng. Xin chào và gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.